Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ tôi đã tới khe nước lạnh rồi. Thì đoàn của tôi gồm 2 xe và 4 người. Chúng tôi bắt đầu sẽ đi vào trong. Cơ mù ra hay đó. Mở xe khóa ấm quá cũng đi. Cầm nước đi. Có cầm chứ. Nước vẫn lên đấy vẫn cầm đi. Làm gì đấy? Ở đây, ở hướng phía bên này là khe nước lạnh, một trong những cái khe đẹp nhất ở Quảng Bình. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 4, thì người đi lễ hội cũng rất đông. Bây giờ là 11 giờ 49 phút. Tôi sẽ đi vào trong này khám phá một mình trước nhé các bạn. Các bạn cùng đi theo chân tôi nhé. Shit. Đi qua đây phải lùi nước cả trời. Mẹ nó rồi. Mình phải cởi giày hay sao? Các bạn thấy chưa? Một đàn bướm đang tung tăng. Ta sẽ đi như đây. Như thế này. Nhẹ nhàng. Tình cảm. Thấy chưa? Một đàn đàn bướm con. Đi theo đường này luôn. Đây. Rẽ bên phải đây này. Bên phải đây này. Có. Đây rồi. Tôi ở đây vừa đã nghe những tiếng ồn phía bên này rất là lớn các bạn ạ. Ôi giời ơi, một thác nước thật là tuyệt vời. Trong này có gì nhỉ? Một thiên cảnh ở đây. Đây rồi, tôi đã tới nơi. Thì nhìn dòng nước ở đây cũng tương đối là đục. Chắc là tối qua cũng có một trận mưa ở đây. Tôi sẽ đi theo đường này. Đến đây xem sao. Tôi vừa thấy một người bạn. Linh ơi! Tôi sẽ gọi cho người bạn của tôi. Cô ấy đang ở bên kia kìa. Tôi sẽ gọi cho cô ấy xem sao. Linh ơi! Và bạn của tôi... một đứa nó đang ngồi bên kia, nó chỉ bên kia kìa, tôi thấy rồi, nhưng gọi nó không nghe. Ôi trời ơi, nó quay một con heo các bạn ạ. Tôi đã thấy rồi, tôi sẽ sang chiến cùng nó thôi. Bạn của tôi ở bên kia.
Go 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 go. Đây. Ô giời ơi các bạn ơi. Các bạn nhìn cảnh tượng này là thật là tuyệt vời luôn. Đây. Đã tới nơi rồi này. Chúng ta qua bên kia làm sao nhỉ? À, chắc có nhà cũng phải có một đường nào đây để đi qua chứ. Làm sao mà như thế này được. Ôi trời ơi. Cảnh tượng ở đây rất là chi là nhiều người. Các bạn thấy chưa? Ở đây thì người dân lên đây nghỉ dưỡng, ăn chơi, nhảy múa. Rất là đông vui. Và bây giờ tôi sẽ xuống đây và cởi đôi giày này ra. Sang sang bên kia, hai bên đây. Tôi nghỉ. Tôi sẽ cởi đôi giày này ra. Hả? Có đi 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 tiếp. Ok. Tôi vừa. Tôi đã cởi xong đôi giày này và tiếp tục hành trình. Ủa trơn quá. Ok. Xin chào tất cả mọi người. Và bây giờ tôi sẽ đi chuyến hành trình khám phá, đi bộ qua suối nước lạnh này. Đây các bạn thấy chưa? Không. Đi rồi đi. Hả? Rồi. Chạy đến máu rồi. Họ đi được mà họ mặc vải. Đi được nhưng mà tao sợ. Đi. Bỏ một đây. Không, đừng được tụm tay em. Đi đi bên trước đi. Không. Thấy chưa? Ok, go go. Tôi sẽ đi. Điện thoại bảo mệt rồi. Điện thoại em. Ok chưa? Cho họ đi qua đây nè. Được nghe nhé nhé. Cái này. Ok chưa? Sao bên kia hay là đúng rồi đâu? Vượt qua đến đây luôn à? Bước nhanh nhanh, bước thoải mái đấy. Không, xuống đây thôi đi. Đây. Sao bên kia luôn hay là đứng đấy thôi? Quá luôn, mọi quá luôn. Hả? Hả? Đi trốn đá trốn đấy nhá, họ đá trốn nhá. Vì họ đá nữa nên có bánh nhá. Ôi đủ mày.
đây, đi anh chú đi, đừng đi đâu, lùi lại. Lùi lại đi. Đi chịu anh nhá, đi chịu anh nhá. Đây này, thấy chưa, đây này. Đây, thằng lấy đồ rồi đấy. Lúc này bỏ đó là chưa lên đây, lên ngôi đi. Hả? Thôi, trên đây toàn họ có người đi. Trên đây người nhiều đi. Ngôi đó à? Anh cũng ngôi với người, hay là không ngôi với người? Dạ, ứng răng được. Có gì nữa, không ngôi lửa như bằng nửa hốt à? Nó cái đi sắp đi chơi. Sáng đi. Ủa gần mưa. Ê, làm nào là cái đá này không trơn hề. Hả? À, lại đá này không trơn lắm đó. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ tôi đang còn ở trên một cái khe có tên là Nước Lạnh. Ở đó nhỉ? Lê Thủy Quảng Ninh nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Đấy. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 4, cũng là dịp lễ đấy. Người ở đây rất đông các bạn ạ. Các bạn nhìn thiếu bên phải tôi thấy không? Có rất nhiều người họ đang còn tổ chức bạt tỉ ở đây, cũng như phía bên này nữa. Cũng rất nhiều và rất nhiều. Theo đánh giá tôi quan sát được thì khe Nước Lạnh này cũng thấy khá bình thường, hay là người ta chưa đầu tư về cơ sở vật chất gì đấy thì cũng còn sao. Các bạn nhìn thấy bên kia không? Bên kia là toàn gái xinh lung linh đấy. Ai. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay tôi và các bạn của tôi đang còn ở khe Nước Lạnh này để làm món, trước hết là đùi vịt này, đùi vịt nướng theo phong cách rất đặc biệt này đấy. Đây và đây là bánh mì này, xoài này, nước ngọt này và muối này. Em ơi, cho muối ra đây em ơi, cho muối ra. Lấy chanh. Thế cái giá vật chính. Giao đây. Lấy đi cả muối đi. Muối đó, muối đây, lấy 20. Muối còn là chính. Đúng rồi. Đừng rồi nhít rồi nhá, đừng rồi nghe. Ok. Và đây là con dao để cắt chanh. Đừng nhít ra. Kiểu như đang hỏng trái đấy á. Đến trong tù được thì lấy đi mãi. Đây. Các bạn thấy chưa? Bên này là những con em xinh tươi này. Các bạn thấy chưa? Đây. Để dao đây. Tôi sẽ cắt dao vào bên trong. Tôi sẽ để đây và ăn.
Hai ba buồn ngay chứ cũng không thể chốt nữa. Ok ok ok.